Hết Lâm Khánh Chi đến lượt Sĩ Thanh cũng quát bạn trai sáu múi trên sóng truyền hình. Sĩ Thanh liên tục cằn nhằn và ra sức ăn hiếp người yêu mỗi khi nghe thấy anh chàng làm sai những gì mình đã hướng dẫn. Mới đây, cặp đôi ngôn tình Sĩ Thanh Hạo Đông xuất hiện với vai trò khách mời trong một chương trình nấu ăn đem lại nhiều sự thú vị cho khán giả. Đây là lần đầu tiên hai bạn trẻ cùng nhau tham gia game show ẩm thực và kinh nghiệm vào bếp của Hạo Đông đã khiến cho cả hai MC đều cảm thấy lo lắng chứ không riêng gì Sĩ Thanh. Trái ngược với sự năng động của người yêu, Hạo Đông cực kỳ rụt rè trong mọi thử thách của chương trình. Bước vào trận chiến, Hạo Đông tỏ vẻ lóng ngóng, lạ lẫm với gian bếp từ những vật dụng cho đến các nguyên liệu được tổ chức sắp xếp sẵn. Sĩ Thanh liên tục cằn nhằn và ra sức ăn hiếp người yêu mỗi khi nghe thấy anh chàng làm sai những gì mình đã hướng dẫn. Sự giận dữ đỉnh điểm của Sĩ Thanh không những khiến Đại Nghĩa và Harry Won sửng sốt, mà ngay cả đối thủ Cát Tường cũng phải hốt hoảng. Sau thời gian hạnh phúc, mới đây người hâm mộ phát hiện tài khoản mạng mang tên Hạo Đông, bạn trai Sĩ Thanh, đăng trên Instagram những tin nhắn hối lỗi, tiếc nuối về kỷ niệm bên nhau. Bên cạnh đó, người hâm mộ cũng tinh ý nhận ra tài khoản Instagram duy nhất mà bạn trai theo dõi là Sĩ Thanh cũng không còn. Điều này dấy lên nghi ngờ cặp đôi đã đường ai nấy đi sau một thời gian yêu đương hẹn hò. Với lần đồng hành cùng nhau đã phần nào xóa nghi án họ đã chia tay, nhưng cũng không ngoại trừ khả năng chương trình đã quay hình trước đó rất lâu. Chị gái Nam Em đáp trả Trấn Thành: "Trời ơi, em yêu con gái mà làm sao có bạn trai?" Khi bị Trấn Thành và Minh Hằng gây sức ép tìm hiểu bạn trai của Lệ Nam là ai, bỗng dưng cô khẳng định mình chỉ yêu con gái. Trong thử thách Masterclass ở tập 2 The Face Việt Nam 2018, các thí sinh lần lượt thử thách các màn diễn xuất cùng khách mời và giám khảo. Trong đó, Lệ Nam gặp phải tình huống khó xử khi Minh Hằng và Trấn Thành cứ thắc mắc bạn trai cô là ai. Bức xúc, cô liền thẳng thắn đáp trả: "Trời ơi, em yêu con gái mà làm sao có bạn trai", khiến mọi người ngỡ ngàng. Lệ Nam, nghệ danh Nam Anh, được mọi người biết đến là chị gái của Nam Em. Cô sở hữu gương mặt và vóc dáng xinh đẹp giống y hệt cô em gái mình. Lệ Nam vừa đăng quang quán quân người mẫu thời trang Việt Nam vào cuối tháng 3 năm 2018. Tuy chị em Lệ Nam, Nam Em có vóc dáng và gương mặt tương đồng, nhưng cả hai đã có hai ngã rẽ khác nhau. Nam Em xuất sắc giành được ngôi vị Hoa Khôi Đồng bằng sông Cửu Long, cũng như được khán giả quen mặt khi tham dự những cuộc thi sắc đẹp quốc tế. Tuy nhiên, Lệ Nam lựa chọn con đường ca hát để lập nghiệp. Thế nhưng con đường trở thành ca sĩ chuyên nghiệp đối với Lệ Nam nhiều chông gai và khó khăn, nên cuối cùng cô đã quyết định đi đường vòng, tham gia nhiều lĩnh vực nghệ thuật khác như diễn viên, người mẫu để chinh phục khán giả trước. Tháng 7 2017, chị gái Nam Em đã có một buổi lễ đính hôn với người tình đồng tính tên là Bảo Thi. Cô khẳng định việc tổ chức này để chứng minh tình yêu quá sâu đậm của cả hai, chứ không phải PR sản phẩm nào đó. Hiện tại cả hai vẫn bên nhau hạnh phúc. Cô thường xuyên nhận sự giúp đỡ từ phía gia đình Bảo Thi để đầu tư trang phục, tham gia các chương trình truyền hình hoặc sản xuất MV ca nhạc. Khánh Thi, Phan Hiển gây sốt với ảnh siêu đáng yêu, fan ngưỡng mộ chia sẻ loạt hình ảnh tạo dáng nhí nhố đáng yêu bên ông xã Phan Hiển và con trai bé Cô Bi. Khánh Thi khiến fan không khỏi suýt xoa ngưỡng mộ gia đình hạnh phúc của cặp đôi. Kể từ khi sinh con thứ hai, Khánh Thi Phan Hiển thường xuyên khoe những hình ảnh của gia đình với cộng đồng mạng và người hâm mộ. Mới đây, trên trang fanpage của cặp đôi đăng tải loạt hình ảnh của gia đình trong chuyến du lịch tại Đà Nẵng và Hội An, nhận được sự quan tâm của đông đảo cư dân mạng. Trong hình ảnh, kiện tướng Danceport tạo dáng nhắn nhít bên ông xã và con trai, phán bóng con gái bé Anna. Cả ba thành viên trong gia đình Khánh Thi diễn sâu, nhận được nhiều lời khen ngợi từ phía fan. Thích bộ ảnh nhắn nhít của gia đình bạn, Cô Bi đáng yêu hết mức rồi đó, đẹp đôi quá đi, ngưỡng mộ vợ chồng anh chị, là một trong số những lời nhận xét cư dân mạng và người hâm mộ gửi đến vợ chồng Khánh Thi. Trước đó, bà mẹ hai con tự nhận là người đẻ thuê, vì cả Cô Bi và Anna đều có nhiều nét giống bố Phan Hiển. Khánh Thi cũng chia sẻ, ông xã Phan Hiển giúp đỡ cô rất nhiều trong việc chăm sóc các con. Ngã ngựa khi biết sự thật về vụ Mai Phương Thúy chơi xộp tặng Đỗ Mỹ Linh đồng hồ 1,7 tỷ. Vừa rồi, tại sinh nhật của mình, Đỗ Mỹ Linh đã được hội chị em Hoa hậu đến chung vui nhộn nhịp. Nhưng điều khiến nhiều người phải há hốc mồm là chiếc đồng hồ 1,7 tỷ Mai Phương Thúy tặng Đỗ Mỹ Linh. Sự thật có phải Mai Phương Thúy hào phóng như vậy không? Vừa rồi, Đỗ Mỹ Linh đã đăng những khoảnh khắc hạnh phúc cùng hội chị em Hoa hậu Á hậu trong ngày sinh nhật của mình trên trang cá nhân. Có thể thấy tham gia buổi tiệc vui vẻ này có Mai Phương Thúy, Ngọc Hân, Tú Anh, Thanh Tú và Hoàng Anh. Trên trang cá nhân, những người đẹp đăng loạt khoảnh khắc rạng rỡ nhắn nhít trong sinh nhật Đỗ Mỹ Linh và cũng gửi những lời chúc ngọt ngào đến Hoa hậu Việt Nam 2016. Tuy nhiên, điều khiến nhiều người phải há hốc mồm chính là chiếc đồng hồ siêu sang chảnh trị giá 1,7 tỷ mà Mai Phương Thúy tặng Đỗ Mỹ Linh. Đây là một trong những chiếc đồng hồ thuộc phiên bản giới hạn của thương hiệu đình đám Hublot và chỉ có 200 chiếc trên toàn cầu. Nhiều người vô cùng choáng váng khi không ngờ Mai Phương Thúy lại đại gia đến như vậy. Chỉ một số tiền khủng có thể mua được một căn nhà để mua quà cho Đỗ Mỹ Linh. Tuy nhiên, theo một nguồn tin gần đây thì Đỗ Mỹ Linh cho biết đây chỉ là một trò đùa vui và cô không muốn bình luận gì thêm. Cận cảnh chiếc đồng hồ 1,7 tỷ mà Đỗ Mỹ Linh khoe Mai Phương Thúy dành tặng cho mình. Tuấn Hưng lên tiếng chính thức trước vụ tai nạn với siêu xe 15 tỷ. Trước vụ tai nạn nghiêm trọng ở Việt Trì, Phú Thọ, ca sĩ Tuấn Hưng đã chính thức lên tiếng trên trang cá nhân của mình. Tuấn Hưng cho biết anh đã ổn định sau vụ tai nạn và may mắn không để lại hậu quả nghiêm trọng về người. Đồng thời, anh cũng gửi lời cảm ơn đến bạn bè, fan hâm mộ cũng như đồng nghiệp vì đã quan tâm đến Tuấn Hưng trong những ngày qua. Có lẽ tháng 10 là tháng chưa đem đến may mắn cho Tuấn Hưng khi nam ca sĩ liên tục gặp sự cố. Ngày 5 tháng 10, Tuấn Hưng gặp cú sốc lớn khi live show kỷ niệm 20 năm ca hát của mình bất ngờ bị hủy tại Hà Nội. Chưa kịp lấy lại tinh thần thì ngày 16 tháng 10 hôm qua, Tuấn Hưng tiếp tục gặp tai nạn nghiêm trọng với siêu xe 15 tỷ ở Phú Thọ. Tuấn Hưng đăng dòng trạng thái sau vụ tai nạn nghiêm trọng. A Di Đà Phật, cảm ơn tất cả mọi người quan tâm hỏi thăm, Hưng đã ổn, chỉ là tai nạn nhỏ, rất may mắn không có làm tổn thương ai và để lại hậu quả nghiêm trọng là điều quá là may mắn rồi à, khỏe mạnh rồi sẽ làm lại được hết à, cảm ơn tất cả mọi người nhiều lắm. Được biết, chiếc siêu xe Ferrari có giá 16 tỷ thuộc về xế hộp có số lượng ít ỏi Việt Nam và được Tuấn Hưng tậu vào cuối năm 2017. Nguyên nhân ban đầu, chiếc siêu xe gặp tai nạn đó là do tình hình thời tiết xấu nên trợ lý của Tuấn Hưng đã mất tay lái. Rất may là chiếc xe không đâm đụng về ai nên không gây thiệt hại về tính mạng. Ngay sau đó, công an đã đến phong tỏa, đồng thời kiểm tra nồng độ cồn của người cầm lái. Chiếc siêu xe 16 tỷ của Tuấn Hưng bị nát nguyên phần đầu do vụ tai nạn. Trước đó, nhiều lần giọng ca tang đã dùng siêu xe của mình để di chuyển và lưu diện ở nhiều tỉnh thành. Phần sau của đuôi xe vẫn giữ được nguyên vẹn. Cũng trong tháng 10, đêm live show ngựa hoang kỷ niệm 20 năm ca hát của Tuấn Hưng bị gửi thông báo hủy đột ngột vì không đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy. Trước việc đêm nhạc bị hủy, lý do không thuyết phục đã khiến Tuấn Hưng và ekip vô cùng phẫn nộ. Tuy nhiên, vài ngày sau, nam ca sĩ đã lấy lại tinh thần, thu xếp trả lại tiền vé và nhanh chóng tổ chức lại live show mới để phục vụ khán giả của mình. Vì không chịu nổi cú sốc đêm nhạc bị hủy, Tuấn Hưng cũng nhập viện ngay sau đó. Tuấn Hưng thể hiện sự bất lực trước nhiều diễn biến không tích cực xảy ra với mình. Hôm qua cưng vợ như trứng mỏng, hôm nay Trường Giang đã bóc phốt Nhã Phương, vợ là mẹ mà ghê lắm. Không chỉ trêu ghẹo Ngô Kiến Huy, Trường Giang còn bóc phốt bà xã Nhã Phương, vợ là mẹ mà, không phải muốn làm gì làm đâu, ghê lắm. Mới đây, trong hậu trường thách thức danh hài, Trường Giang khiến người hâm mộ cười ngất khi liên tục trêu chọc Ngô Kiến Huy và bóc phốt bà xã Nhã Phương, từng khiến Ngô Kiến Huy cứng họng khi đem tin đồn rạn nứt của đàn em và Khổng Tú Quỳnh bàn luận trước bàn dân thiên hạ. Lần này, Trường Giang tiếp tục đem chuyện tình cảm của Ngô Kiến Huy ra nhận xét. Danh hài họ Võ nhận định, Ngô Kiến Huy đẹp trai nhất khi không thuộc về ai. Trước câu nói của Trường Giang, giọng ca giả vờ yêu hoảng hốt, anh lấy con dao anh xử lý em đi luôn anh Giang, để chi nữa. Lời chia sẻ của Trường Giang khiến không ít người bật cười và nghĩ tới dòng trạng thái trước đó, đại nhân dành cho Khổng Tú Quỳnh. Đây cũng là nguồn cơn khiến tin đồn Kiến Huy, Tú Quỳnh, tan đàn xẻ nghé, lan truyền rầm rộ trong cộng đồng mạng. Dạo này, anh em hay gặp nhau tâm sự, đúng là phụ nữ đẹp nhất khi không thuộc về ai. Đại nhân gửi gắm tới đàn em họ Khổng. Cách đây không lâu, danh hài xứ Quảng cũng bán đứng Ngô Kiến Huy khi lấy tin đồn chia tay giữa nam ca sĩ và bạn gái ra ví dụ cho những bài báo không đúng sự thật. Có những người họ nói như đúng rồi, ví dụ họ đồn Ngô Kiến Huy và Khổng Tú Quỳnh chia tay nhau sau 8 năm bạn nồng. Mới chia tay tháng trước mà họ lại nói đã chia tay 4 tháng rồi. Đấy, tôi nói là ví dụ như vậy thôi đó. Vì thế chúng ta hãy sống thoải mái, nhẹ nhàng, bình thản và an nhiên với đời. Hãy làm những điều mình muốn, đi những nơi mình thích. Trường Giang vạch trần. Không chỉ chọc ghẹo Ngô Kiến Huy, Mười Khó còn tiếp tục bóc phốt cuộc sống vợ chồng son sau khi kết hôn. Nếu như trước đó anh tiết lộ việc từ khi lấy vợ không mang theo một đồng nào ra đường, thì lần này nam danh hài tố cáo bà xã Nhã Phương ghê gớm và khẳng định không phải muốn làm gì theo ý mình cũng được. Cụ thể khi được hỏi tại sao không mang đồng hồ, Trường Giang phân trần, quên, vợ đưa mới nhớ, còn vợ không đưa thì quên. Hồi xưa chưa có vợ thì lúc nào cũng đeo, còn giờ có vợ rồi, đâu phải khi nào cũng được đeo. Vợ là mẹ mà, không phải muốn làm gì làm đâu, ghê lắm.